Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế xe tải có hành vi lấn làn, suýt đối đầu với xe khách trên quốc lộ 4D. Theo video từ camera hành trình của chủ xe khách và phản ánh từ các cơ quan báo chí, khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 5, tại km 126-700 quốc lộ 4D, xe tải mang logo Trung Thảo kéo sơ mi rơ có biển số 24H01533 và 24 r 01449 lưu thông trên quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai lên Sapa đã không đi đúng phần đường quy định, lấn làn, suy đối đầu với xe khách. May mắn tài xế xe khách đã kịp thời đánh lái để tránh va chạm. Các cơ quan chức năng đã xác định được tài xế xe tải là Trần Việt Phúc, sinh năm 1995, trú tại Cốc San, thành phố Lào Cai. Ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Lào Cai đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 2 tháng, theo quy định đối với tài xế trần việt phúc